Chân như Như Lai, lý thường trụ làm tướng, chân như thiện hiện cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện được sanh ra từ Như Lai. Chân như Như Lai không biến đổi, không phân biệt nhưng chuyển biến khắp các pháp, chân như thiện hiện cũng lại như vậy, nên nói thiện hiện được sanh từ Như Lai. Chân như Như Lai không bị ngăn ngại, chân như tất cả pháp cũng không bị ngăn ngại. Nếu chân như Như Lai hoặc chân như tất cả pháp đồng một chân như, không hai không khác, không tạo không tác, thì chân như này là tướng thường chân như, không lúc nào là tướng phi chân như. Vì tướng thường chân như không lúc nào là tướng phi chân như, nên nó không hai không khác, chân như thiện hiện cũng lại như vậy, nên